Thưa quý vị, những ngày này có rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó chương trình cầu truyền hình trực tiếp dưới lá cờ quyết thắng tại 5 điểm cầu: Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Trang sử hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung của dân tộc Việt Nam đã được tái hiện qua chương trình. Có đó thêm một lần nữa nhân lên niềm tự hào Điện Biên Phủ, tự hào Việt Nam. Mở đầu chương trình truyền hình trực tiếp dưới lá cờ quyết thắng là ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục. Ca khúc được hát vang tại 5 điểm cầu truyền hình trong sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc và lá cờ quyết chiến quyết thắng, đem lại cho khán giả cảm xúc tự hào, nhớ về Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Tại điểm cầu Điện Biên là hình ảnh một rừng cờ rực đỏ dưới chân đồi D1, nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trong đợt tấn công thứ hai của chiến dịch. Dưới rừng cờ là hình ảnh các chiến sĩ Điện Biên năm xưa kéo pháo, những chiếc xe đạp thồ nối nhau tải lương thực tiếp viện cho chiến trường Điện Biên Phủ, những đơn vị bộ đội hành quân lên Điện Biên. Họ là những con người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ dưới lá cờ quyết chiến quyết thắng. Hình ảnh mở đầu của chương trình đã được khán giả nhớ về những năm tháng hào hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Những hình ảnh này như tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ. Máu cha anh tôi thắm cờ hồng, Việt Nam con lạc cháu rồng, uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa của ba miền Bắc Trung Nam nói chung và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên lừng lẫy Lam Châu, chấn động địa cầu. Ngày nay tôi được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Ngày 22 tháng 12 năm 1953, khi chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao cho quân đội ta lá cờ quyết chiến quyết thắng làm giải thưởng luân lưu. Lá cờ thêu dòng chữ quyết chiến quyết thắng đã dẫn đường cho các đơn vị xông lên, vượt qua đạn bom tung bay từ cứ điểm này đến cứ điểm khác, dẫn tới chiến thắng rực rỡ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Suốt 70 năm qua, lá cờ mang khát vọng chiến thắng đã dẫn dắt quân và dân ta vượt qua các cuộc kháng chiến giành độc lập tự do, tập hợp sức mạnh ý chí để đổi mới xây dựng đất nước. Với ý nghĩa đó, cầu truyền hình trực tiếp dưới lá cờ quyết thắng do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất tại 5 điểm cầu gồm Điện Biên, Hà Nội, Thanh Hóa, Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình truyền hình đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các nội dung tại 5 điểm cầu là một bức tranh toàn cảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở mỗi điểm cầu là những nhân chứng, mỗi câu chuyện ghép lại thành bản hùng ca mà mảnh ghép nào cũng đều mang ý nghĩa quan trọng. Nhờ đó đã đưa khán giả quay lại những năm tháng hào hùng với những ký ức không thể nào quên của một thời bom đạn. Riêng đối với những chiến sĩ Điện Biên, họ lại bồi hồi nhớ về những năm tháng quét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, nhớ về nhiều đồng đội đã nằm lại chiến trường. Hôm nay là nói lại tất cả những cái cuộc sống cũng như là chiến đấu ngày xưa 70 năm. Chúng tôi nghe bạn bè chúng tôi có đồng chí bị thương mà có đồng chí đã qua đời hy sinh, tức là để có ngày hôm nay, cho nên hôm nay là nói lại tất cả những cái chiến dịch Điện Biên trong 70 năm vừa qua, thì chúng tôi thấy rằng là một cái chiến công rất là vĩ đại và đồng thời cũng là một cái anh em phải hy sinh. Mà rất là đồng chí hy sinh không còn để hưởng thụ những cái ngày hòa bình như bây giờ. Tôi làm liên lạc tham mưu trung đoàn 209 từ đầu và cho đến mãi về khi hòa bình bắt nó đến sở chỉ huy. Trong quá trình làm liên lạc của tôi, giữa lúc ấy tôi không để một lệnh nào mà sai và làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ tác chiến của đơn vị. Tôi nhớ đồng đội nhất là cùng làm nhiệm vụ truyền đạt lệnh của tôi với chúng tôi, nhưng đồng chí đã mất đi và sau rồi tiếp tục nhiều đồng chí cũng mất, mà tôi hiện nay còn sống và tôi cũng không biết là đồng chí có đưa được về nghĩa trang hay không và như thế nào tôi cũng không biết. Cho nên lúc nào tôi cũng luôn nhớ đến đồng chí và thương các đồng chí đó. Tôi lại bắt đầu kéo xuống cho các anh
Chương trình có thời lượng 120 phút được kết nối ở 5 điểm cầu đã có nhiều câu chuyện được các nhân chứng kể lại vô cùng hào hùng. Đó là chuyện những dân công hỏa tuyến tải lương thực trên xe đạp thồ vượt mưa bom bão đạn từ Thanh Hóa đến mặt trận Điện Biên. Những thanh niên xung phong đảm bảo giao thông thông suốt cho con đường ra chiến trường. Gian nan con đường kéo pháo vào mặt trận. Những thắng lợi đầu tiên của chiến dịch Điện Biên Phủ hay trận đánh khốc liệt nhất, dài ngày nhất trên đồi A1. Bên cạnh những chiến công đầy tự hào đó, câu chuyện của hiện tại của người con gái đi tìm cha khắp các nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Biên chính là khoảnh khắc xúc động nhất, nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng hơn những con người đã làm nên lịch sử. Tất cả các tiết mục đều khơi dậy trong mình một cái tình cảm rất là mãnh liệt, cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy chiến công của cha ông ta thật là lừng lẫy và vẻ vang, xứng đáng với cái tên gọi là một cái chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với những khán giả ở điểm cầu Thanh Hóa, họ mang niềm tự hào lớn lao về những đóng góp của tỉnh với mặt trận Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa là tỉnh có đóng góp nhiều nhất cả về sức người và sức của, là hậu phương lớn nhất chi viện cho chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại năm 1954. Tính chung trong toàn chiến dịch, tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp 30% người trong độ tuổi lao động tham gia dân công, với tổng số dân công gần 179.000 người, đạt 27 triệu ngày công, cung cấp số lương thực chiếm 40% tổng số thực phẩm sử dụng trong chiến dịch. Sự đóng góp của hậu phương Thanh Hóa với chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và mốc son lịch sử Điện Biên Phủ của dân tộc luôn được thế hệ trẻ Thanh Hóa biết ơn và phát huy truyền thống hào hùng đó. Là thế hệ trẻ ngày hôm nay thì chúng em được sống trong độc lập, hòa bình của dân tộc thì chúng em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, và đồng thời thì chúng em cũng cảm thấy rất là biết ơn những người anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập tự do cho nước nhà. Và với thế hệ trẻ ngày hôm nay thì chúng em cũng xin hứa rằng là chúng em sẽ cố gắng phấn đấu để xây dựng nước Việt Nam nói chung cũng như là xây dựng tỉnh Thanh Hóa nói riêng trở nên một đất nước giàu mạnh. Cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng là chương trình có quy mô lớn với ekip thực hiện khoảng 500 người và có sự tham gia của khoảng 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng tại 5 điểm cầu. Để chuẩn bị cho chương trình, ekip sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam đã nghiên cứu các nguồn tư liệu lịch sử, tìm kiếm nhân chứng để thực hiện các phóng sự nhằm mang tới bức tranh tổng thể về chiến thắng Điện Biên Phủ với góc nhìn mới, giàu cảm xúc. Tổng thể chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh hiện tại ở các điểm cầu có những câu chuyện, những nhân chứng là mạch nối vào quá khứ. Cùng với đó, các bài thơ, bài hát, âm thanh, ánh sáng cũng đã góp phần truyền tải lịch sử dưới góc độ nghệ thuật, làm cho khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Được Đài Truyền hình Việt Nam giao nhiệm vụ thì chúng tôi cũng đã có cái sự phối hợp khảo sát Điện Biên cùng với Đài Truyền hình Điện Biên, và được sự hỗ trợ của Ủy ban dân tỉnh Điện Biên cũng như là được sự chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Điện Biên, và được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Trong quá trình đi tìm hiểu thì tôi đặc biệt ấn tượng với Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên, là nơi mà tôi nói thật là xem ít nhất là có khoảng 3 lần. Và ở đây thì được các cán bộ, những thuyết minh viên đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện, kỷ niệm và cảm xúc. Đây cũng là cái nguồn cảm hứng chúng tôi trong chương trình này. Và tất cả anh em chúng tôi thì phải nói là yêu Điện Biên và còn mong muốn trở lại nữa. Và chỉ mong rằng chương trình này có một chút gì để đóng góp được cho du lịch Điện Biên. Chương trình khép lại, mỗi khán giả dâng lên niềm tự hào về chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến công chung của cả dân tộc, được hôn đúc bởi khát khao giành độc lập tự do của một dân tộc. Gần 9 năm, dân tộc Việt Nam đã dồn sức để có được chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhưng đó không phải là chiến thắng tại riêng Điện Biên Phủ, mà khắp cả nước đều có những chiến công. Ở các điểm cầu ở Kon Tum, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã nói lên sự đồng lòng của cả dân tộc, góp sức người, sức của, sự hy sinh xương máu với tất cả những gì mình có để đóng góp cho chiến thắng. Suốt 70 năm qua, lá cờ quyết thắng mãi là biểu tượng cho ý chí và khát vọng Việt Nam hùng cường. Và hôm nay, dân tộc Việt Nam tự hào, tin tưởng bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, nguyện đem hết sức mình xây dựng đổi mới đất nước.